mình nghe tinh. Đấy. Ok. Rồi bây giờ các bác giơ tay chào đây nhá. Để cho nó. Để lên hình cho đẹp. Đấy. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ di chuyển dưới để đi ăn. Đoàn tôi đang tham quan cao nguyên Nha Tinh. Đấy, đây là đoàn của Viking Evil, 42 thành viên. Đấy. Phía này là cái khu người ta làm cho màn hình LED rất là lớn, biểu diễn ở đây. Khu này là khu vui chơi cho người lớn trẻ con. Rồi, xin chào quý vị. Chúng tôi là sẽ tiếp tục hành trình để đi ăn tối. Đây là khu ăn uống ở trên công viên Nhật Tinh. Những khách tới đây thì cũng có cơ hội để mua sắm ở trên các cái tầng trên này, là trung tâm thương mại mua sắm luôn. Đặc biệt tôi sẽ quay trở lại. Mình đang di chuyển ở trong cái công viên Nhật Tinh này rất là rộng, có khách sạn nhiều phòng nhất trên thế giới là 6.118 phòng. Trong đoàn chúng tôi này thì có bác Bảy này là rất là cố gắng, 73 tuổi rồi vẫn đi cùng đoàn, vẫn rất khỏe, đến nay là ngày gần cuối rồi đấy, vẫn đi rất là khỏe luôn. Và chúng ta hành quân giống như kiểu là trong bộ đội ấy, một cái đường đội quân nối đuôi nhau thật là dài, từ đầu tòa nhà đến tối nhất tòa nhà đều là đoàn của Viking Travel.